tìm rửa xe của Tom. Chào các bạn, tính làm gì vậy? Bắt những ai chạy quá tốc độ quá, thú vị đó. Ôi trời, coi chừng. Ôi trời ơi, đừng lo mét nhí à. Tìm rửa xe của Tom sẽ giúp em sạch sẽ để có thể quay lại làm việc với cha của em ngay thôi. Đi nào. Tới rồi. Đi cùng với Tom đi, anh ấy sẽ chuẩn bị cho em. Vậy Tom à, bạn nghĩ gì vậy? Có rất nhiều cách để rửa xe. Ồ, không biết cái nút đó để làm gì ha. Chúc vui vẻ nha. Ồ, thật là tuyệt vời. Tiếp theo là gì Tom? Thú vị đó. Sẵn sàng cho bước tiếp theo chưa Matt nhí? Bắt đầu nào. Em chắc chắn sẽ sạch sẽ ngay thôi. Tới lúc xả và sấy khô rồi. Được rồi. Tới lúc xả thật sạch rồi Mét nhí à. Nhìn em thật hoàn hảo, em thấy sao hả? Ý hay đó, hãy tới gặp cha em nào. Hả? Chào Harvey, bạn mang quà tới à? Thật là dễ thương quá. Tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại lần sau nha. Luôn sạch sẽ nha Mét nhí. Hôm nay làm việc tốt lắm, hẹn gặp lại sau nha Tom. Tìm rửa xe của Tom. Chào Amber, có chuyện gì mà vội vậy? Bạn bị dính gì đó khắp người Amber à? Bạn ổn chứ? Sao? Bạn ăn bánh bông lan cùng với Carrie và không may bị đổ nước siro lên người à? Tai nạn luôn xảy ra Amber à. Đôi khi chúng ta cũng hơi vụng về. Bạn nên tới tìm rửa xe của Tom đi. Nước siro sẽ sớm trở nên nhớp nháp khó chịu lắm đó. Ôi trời, có vẻ như vết siro đó đã thu hút tất cả các loại rác rồi Amber à. Tới nơi rồi, tìm rửa xe của Tom. Tom đã nghe tiếng xe của bạn Amber à, và cho rằng bạn cần phải rửa xe khẩn cấp. Anh ấy hy vọng ít nhất bạn cũng đã ăn bánh ngon miệng.
Làm gì trước đây Tom? Vòi tắm hoa sen à, để rửa trôi những thứ nhẹ đi. Thật là tuyệt, bên này đã sạch rồi. Giờ chúng ta chỉ cần rửa sạch những vết siro đó. Bạn nghĩ Tom sẽ dùng một loại xà phòng đặc biệt à? Bạn nói đúng. Bạn cần phải được rửa thật kỹ để còn lui tới bệnh viện nữa. Ý hay đó Tom. Hãy dùng miếng bọc biển đặc biệt có lớp nhám nào. Xong, làm được rồi. Cần đảm bảo là những vết siro đã sạch hết. Bạn sẽ dùng những thiết bị vệ sinh công suất mạnh với Amber đúng không Tom? Tới lúc tắm với xà phòng rồi Amber. Thấy thoải mái rồi phải không? Được rồi, tới lúc rửa sạch những vết dơ đó rồi. Làm gì tiếp theo đây Tom? Đã sẵn sàng chưa Amber? Có nhột không? Tới lúc xả sạch lớp xà phòng rồi. Bật máy sấy lên nào. Được sấy khô thật là thoải mái, phải không Amber? Xong chưa vậy Tom? Hoàn thành việc tắm rửa cho Amber chưa? Ý hay đó. Một ít xi bóng sẽ làm cho cô ấy bóng loáng khi đến thăm bệnh nhân. Amber à, nhìn bạn lấp lánh quá. Sạch như mới luôn, không còn vết siro nào trên người. Amber nhìn thật là tuyệt, Tom à. Cảm ơn vì mọi thứ. Tom nghĩ là bạn nên cẩn thận với nước siro đó, Amber à. Tạm biệt mọi người, hẹn gặp lại lần sau. Chào bạn Chất, bạn đang làm gì vậy? Bạn đang xếp gạch cho Dan à? Có vẻ như bạn đang gặp một chút vấn đề trong việc nâng cẩu lên, có chuyện gì vậy? Bạn bị trục trặc như vậy từ hôm qua sao? Chà, để mình thử xem nào. Chất à, tay cẩu của bạn bị xét rồi. Hôm qua bạn làm việc dưới mưa sao? Bạn phải nhớ lau khô người nếu như mắc mưa chứ. Nếu không bạn sẽ bị rỉ sét và cứng lại.
Sao chúng ta không tới tiệm rửa xe để gặp Tom và làm sạch cho bạn? Chà, bạn phát ra tiếng rỉ sét kìa chết. Nè Tom, chết đã làm việc trong trời mưa và giờ bị rỉ sét mất rồi. Bạn có thể chùi sạch giùm bạn ấy không? Cảm ơn Tom. Làm gì trước đây Tom? Đó là vòi hoa sen à? Mình nghĩ đó không phải là ý kiến hay đâu Tom. Nước là nguyên nhân làm anh ấy bị rỉ sét. Vậy nó là gì? Ồ, đó là vòi phun nhớt. Nhớt sẽ giúp hết bị rỉ sét. Chà, tay cậu của bạn đã tốt hơn rồi kìa. Ồ, cẩn thận đó chết. Nhớt có thể làm bạn trượt ngã đó. Ồ, ai đó hơi phấn khích thì phải. Bạn nên xin lỗi Tom đi nè. Đến lúc loại bỏ vết rỉ sét rồi. Những bàn chải thông thường không thể xóa sạch vết rỉ. Tom sẽ dùng loại bằng thép cho việc này. Bạn nhột hả chết? Chà, vết rỉ biến mất rồi. Nhưng vẫn còn nhớt dính trên người bạn. Phải làm sạch nó với xà bông và nước. Giờ thì hết nhớt rồi, nhưng người bạn toàn xà bông. Nên rửa sạch nó với nước nào. Bạn có gì đó để cọ sạch không Tom? Tom có một điều bất ngờ cho bạn đây Chet. Đúng rồi Chet à, là ván trượt nước. Bạn đã sẵn sàng để trượt xuống chưa? Cười lên nào. Chà, vui thật ha Chet. Và nhìn kia, hết sạch bọt xà bông rồi. Và giờ là lúc sấy khô lại, nếu không bà sẽ bị rỉ sét lại đó. Bạn ngạc nhiên không chết? Các cánh quạt không hoạt động ngay. Bạn có thích không chết? Xong chưa vậy Tom? Được rồi, cảm ơn Tom đi chết. Giờ chúng ta có thể ra ngoài rồi. Ôi không, trời mưa. Nhớ là phải lau khô người khi bạn quay về nhà nha. Nếu không bà sẽ bị rỉ và phải quay trở lại đó. Bạn có ý gì sao Tom? Bạn sẽ cho chết mượn cây dù sao? Nè chết, Tom có thứ này cho bạn nè. Là một cây dù để bạn không bị ướt. Nó sẽ che được buồng lái của bạn. Cảm ơn Tom. Tạm biệt mọi người. Hẹn gặp lại. Chào bạn Rocky. Đang luyện tập phóng lên à? Tuyệt. Tập vui nha. Nhìn hay đó. Ô ô. Ôi trời. Giờ hết rồi. Bạn phải đưa Rocky tới tiệm rửa xe của Tom thôi Charlie. Mm-hmm.
cha, chúng ta tới nơi rồi Rocky. Đi tới trước với Tom đi, anh ấy sẽ giúp bạn chuẩn bị. Vậy Tom à, kế hoạch lần này là gì? Xong rồi, nhìn tốt hơn nhiều đó. Giờ làm gì đây? Tuyệt. Sẵn sàng để làm sạch chưa Rocky? Tuyệt lắm. Hoàn hảo. Phun nước thật kỹ sẽ giúp bạn rửa sạch xà phòng. Gần xong rồi đó Rocky. Chà, Rocky à, nhìn bạn còn sạch hơn trước nữa. Đừng quên dịch vụ này nha. Sẵn sàng quay lại luyện tập chứ nè. Tuyệt. Tạm biệt Tom. Cảm ơn sự giúp đỡ của bạn. Tạm biệt Rocky. Đi cẩn thận nha. Tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại. Chào Lily. Chà, nhìn bạn hôm nay chắc là bận dữ lắm. Bạn vừa đưa mấy đứa trẻ đi dã ngoại sao? Tới các ngọn núi à? Có vẻ như bạn đã phải chạy một ngày dài rồi. Nhưng nhìn xem Lily, trên người bạn đầy những vết xước và bị lấm lem hết sau một ngày dài ngoài đường. Wow, khoan đã Lily. Chúng ta cần phải rửa sạch cho bạn và làm cho bạn thật đẹp để có thể ra ngoài và hỗ trợ các xe hơi nhí. Và chỉ có một nơi để tới thôi. Đó là tiệm rửa xe của Tom. Chào Tom. Hình như bạn cũng có một ngày tốt lành phải không? Mà tụi mình cần bạn giúp đỡ Lily. Cô ấy có vài vết xước và bùn đất trên người sau một buổi dã ngoại. Phải Tom à, đúng là ý kiến hay. Sử dụng dịch vụ đánh bóng của bạn. Bạn sẽ cần đến một miếng vải mới và tốt để đảm bảo cho việc đánh bóng được hiệu quả. Màu vàng là màu ưa thích của bạn, vậy sao không chọn nó nè? Được rồi Lily, Tom đã sẵn sàng để giúp bạn được sạch sẽ. Bạn đã chuẩn bị xong chưa? Tuyệt, đừng lo, sẽ rất vui đó Lily. Hãy bắt đầu với vòi phun nước và miếng xốp xà phòng để lau sạch bùn đất. Một khởi đầu tốt đó Tom. Và giờ là lúc rửa bằng nước để làm trôi đi những vết bẩn. Được rồi Lily à, Tom sắp bật công tắc máy sấy khô để chuẩn bị cho việc đánh bóng đó.
sắp xong rồi Lily. Tom à, chuẩn bị đánh bóng chưa? Được rồi, Tuyết. Bắt đầu thôi nào. Ồ, bạn nhột sao Lily? Cố chịu một chút thôi nha. Quả thành chưa Tom? Bạn có nghĩ là Lily đã bóng loáng chưa? Chà chà Lily, mưa tạnh rồi. Bây giờ nhìn bạn bóng loáng dưới ánh mặt trời. Chờ một chút, có phải đó là điều mình nghĩ không? Nhìn kìa Lily và Tom, cầu vồng xuất hiện kìa, và ánh cầu vồng phản chiếu trên người của Lily. Thật ngạc nhiên phải không Tom? Bạn chắc chắn đã làm tốt công việc với dịch vụ đánh bóng đặc biệt đó. Cảm ơn vì mọi thứ Tom à. Hẹn gặp lại.